Anh sẽ đến. Là một ngày thế giới bỏ rơi em, hãy vững tin vì anh sẽ đến, mang theo ngọn nến cho những ngày đông, để em ấm lòng thì biết rằng luôn có người bên cạnh. Nếu một ngày em thấy mình cô quạnh, lạc mất niềm tin với cuộc đời, thì em tha thiết với một người, thì anh sẽ đến. Anh không biết lau khô giọt nước mắt, cũng chẳng thể tặng em một nụ hôn, nhưng những cái ôm thì luôn ấm áp, và bàn tay thô ráp có thể nắm lấy tay em, nghe em kể chuyện hàng đêm. Đừng nghĩ về anh với sự lãng mạn xa xôi, hay một điều gì đó mà anh cũng chưa nghĩ tới. Anh chỉ là người bình thường và luôn chờ đợi để được một lần đến bên em.